Để chị kiểm tra thử coi. Thôi được rồi, để Sơn kiểm tra cho. Sao mở lên hoài mà không được ta? Hay là mình bỏ luôn đi. Không được. Khỏi sữa nữa rồi mình đi ăn đi. Không được, Sơn phải sửa cho Chi để tối Chi ngủ còn mát chứ. Chi qua Chi lấy cái ghế đi rồi Sơn sửa máy lạnh cho Chi ha. Sửa xíu xong à. Nè Sơn. Chị giữ cái ghế cho Sơn với. Giữ nha. Chị cầm dùng Sơn cái đầu mót này chị. Chị. Trời ơi. Trời. Lần này sẽ được. Sai nữa rồi. Sao vậy? Không lẽ đây là cách ông trời đã trừng phạt mình? Tại vì mình bỏ chồng, bỏ con, cho nên đây là số phận của mình hay sao chứ? Mình không cam tâm. Mình không cam tâm mà. Mình chết đi, 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 chết đi. Hỏi thiệt Chi nha, bộ nhìn Sơn xấu lắm hả? Đâu có đâu. Tại vì Chi ngồi cuối gió. Không có gì hết á. Chi cũng được khỏe à? Không, Chi khỏe lắm. Như là Chi bị sốt đúng không? Chi đâu có sốt đâu. Chắc là ở đây gió nhiều quá. Tại vì nãy giờ nói chuyện mà thấy Chi cứ nhìn vô tường cho nên là Sơn định hỏi. Tại vì Chi đang suy nghĩ về bài tập ở trong lớp. Bài tập nhiều quá. Chi cũng giỏi quá ha. Sơn cũng thú thật với Chi luôn là Sơn qua bên Singapore là nhiều khi học cũng để cho vui thôi. Chứ trước sau gì á, sau này Sơn phải về Việt Nam để quản lý rất nhiều công ty của ba Sơn. Tại vì ở bên Việt Nam á, nhà Sơn có rất nhiều công ty nhưng mà không có ai quản lý hết á. Vậy hả? Ừ. Mà Sơn qua đây học đây nè, ba Sơn cũng phải mua cho Sơn một cái nhà riêng để ở đó. Mua nhà bên Singapore? Ừ. Nhà bên Singapore mắc vậy mà nó mua là mua liền luôn hả? Không sao, bởi vì nhà Sơn rất nhiều bất động sản. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Đẹp trai, con nhà giàu, học thức, mỗi tội bị viêm cánh. Đầu Chi bị dính cái gì kìa, để Sơn lấy cho. Để Chi tự lấy. Để Chi tự nhiên. Ủa Chi ở đây hả? Tuy là cái phòng cũng nhỏ chút xíu nhưng mà Chi ở mình cũng ok rồi. Là sinh viên mà sống bên nước ngoài nữa, ở được cái phòng như vậy á là đã mừng lắm rồi. Sơn thấy ở đây nó chật chật làm sao á, mà đi xa trường nữa chứ. Hay là Chi qua bên nhà Sơn ở đi, Sơn còn dư một phòng. Gần trường mà Sơn lấy giá rẻ cho. Mà đối với Chi thì cần gì phải lấy tiền chứ đúng không? Miễn phí luôn. Mình tính sao đi. Hay là Sơn ngồi đợi Chi một chút nha. Chi vô rửa mặt rồi xong tụi mình đi luôn ha. Ủa? Sơn đang làm gì vậy? Sơn nãy giờ Sơn kiểm tra cái máy lạnh xong mà mở hoài không có được gì hết trơn á. Ủa vậy hả? Hồi tối qua chỉ còn xài được mà. Không biết nữa mà nãy giờ Sơn mở hoài máy lạnh nó không có lên gì hết á. Để chị kiểm tra thử coi. Thôi được rồi, để Sơn kiểm tra cho. Sao mở lên hoài mà không được ta? Hay là mình bỏ luôn đi. Không được. Khỏi sửa nữa rồi mình đi ăn đi. Không được, Sơn phải sửa cho Chi để tối Chi ngủ còn mát chứ. Chi qua Chi lấy cái ghế đi rồi Sơn sửa máy lạnh cho Chi ha. Sửa xíu xong à. Nè Sơn. Chị giữ cái ghế cho Sơn với. Giữ nha. Chị cầm dùng Sơn cái đầu mót đây chị. Chị. Trời ơi trời. Mỗi lần để rút tiền nó xa muốn chết luôn. Cũng may á, là mình đã có kinh nghiệm. Rút hết tiền giữ một lần luôn cho nó tiện. Chi ơi, Sơn nè. Ủa, Sơn hả? Mở cửa vô đi Sơn, cũng không có khóa. Đi. Mà sao tự nhiên tới đây kiếm tôi chi vậy? Có chuyện gì không? Tại bữa nay á, Sơn không có thấy Chi đi học cho nên là Sơn qua coi Chi có bị sao không? Không có sao đâu. Tại vì Chi bị sốt chút xíu thôi à. Chi bị sốt hả? Có sao không? Trời ơi, đầu nóng quá trời rồi nè. Để Sơn xuống nấu cháo cho Chi ăn hạ sốt nha. Trời ơi, đã bị viêm cánh rồi mà còn nấu cháo hành cho mình ăn nữa. Ai mà ăn nổi. Chi, để Sơn xuống nấu cháo cho Chi ăn nha. Thôi không cần đâu. Tự nhiên Chi thấy khỏe rồi. Tự nhiên khỏe hẳn rồi đó. Chắc là ngày mai Chi đi học được rồi. Sơn đừng lo. Sơn đi về đi ha. Đi. Chi tiễn xuống dưới. Đi. Ủa Chi uống cà phê Singapore nữa hả? Nói cà phê Việt Nam cho khỏi uống luôn. Đâu có. Cà phê Việt Nam Chi mang bển quá. Trời ơi, Sơn thích uống cà phê Việt Nam lắm luôn á. Qua đây uống cà phê Singapore rồi chán gần chết luôn. Sơn nhớ cà phê Việt Nam lắm. Hay là Chi pha một ly cho Sơn uống nha. Hả? Đi, để lâu lâu khách qua nhà không pha được cho khách ly cà phê uống sao? Sơn nhớ cà phê Việt Nam lắm. Được chứ. Để Chi pha cho. Sơn bị sao vậy? Hôm qua Sơn tập tạ, bị phản tạ, bữa nay tay Sơn nhức quá. Ủa vậy Sơn có bị sao không? Không. Mà chắc Sơn đi về quá. Nhưng mà còn cà phê Việt Nam nè, không muốn hả? Sơn thích uống cà phê Singapore hơn. Thôi Chi để cà phê Việt Nam uống đi nha. Sơn về trước nha. Cái đồ diêm cánh xấu xa. Thầy cái này, mình thấy lắm la lắm nét, nhìn là thấy nghi nghi rồi. Biết tài với mình. Son quit school yesterday. I heard he already went back home this morning. Đúng là hắn rồi. Lẽ ra thấy hắn lúc về mà không dang đôi cánh nữa, mình phải đón được chứ. Nhìn cái kiểu cũng na cũng núng, mình đã nghi nghi rồi. Cô Bo à, mẹ nhớ con quá à.